chào tất cả mọi người, xin chào tất cả bà con. Một ngày thứ bảy cuối tuần thật vui vẻ ý nghĩa nha. Thưa bà con, trong phiên giao dịch ngày hôm nay giá cà phê tại hai sàn cà phê London và New York do nghỉ lễ nên không có giao dịch mới bà con nha. Bây giờ để phù hào mời bà con, mời mọi người theo mình theo dõi giá cà phê và nhà tiêu tại cả địa phương ở tỉnh ngày hôm nay ngày thứ bảy cuối tuần, xem thử ra rồi ra sao cho bà con tham khảo nha. Mong bà con, mong mọi người lúc nào cũng ủng hộ cái đào phao nha. Bây giờ mời bà con, mời mọi người theo mình theo dõi giá cà phê và nhà tiêu ngày hôm nay nha. Thưa tất cả bà con, sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay ngày thứ bảy cuối tuần ngày 16 tháng 4 năm 2022. Thưa tất cả bà con và mọi người, sau đây là bảng giá cà phê và giá tiêu sáng hôm nay ngày thứ bảy cuối tuần tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk.